đất nào nó cũng sống được hết á. 14 giờ 20 phút các bạn. Còn lữ hành du lịch Vinh Đại Lộc đã đưa đoàn đến Biển Hồ. Chương trình này là chương trình hoài chuyến đi, nhưng mà anh em trong đoàn du lịch vẫn hỗ trợ cho bà con đi nha. Để, mình cũng nói rõ, thứ nhất là trên đoàn thì có dì Út là người lớn tuổi và các anh chị muốn đến Biên Hồ để thăm bà con Việt Kiều người Việt Nam mình sống đây như thế nào. Thứ hai nữa cũng có đóng góp ít tiền để mua tám của Út, là riêng Út thì đã đóng tiền rồi mà Út vẫn mua thêm 4 thùng mì nữa. Nghe rồi, xin mời các bạn xuống cùng mình nha. Đây, đây, đoàn đây. Xuống rồi đi, xuống rồi. Hãy tính lấy mì đi, lấy mì xuống để tôi coi chỗ bé. Rồi đây đoàn xuống nha, xin mì xuống rồi. Ờ, ông xuống đi, ông xuống. Nè. Đó, cầm được cái rung ra, coi tất cả đều khiêu này, ký nè. Thôi. Chào chào. Chào. Chào chào Tám ơi, chào. Rồi là trong đoàn mua mì đi xuống Biển Hồ làm từ thiện cho mấy em học sinh nha. Nhà em muốn quay xong rồi, ủa cái này trực tiếp không không có ấy được, không có ngắt được. Quay không quay luôn nha, này đang live stream trực tiếp á. Dạ đây đây nha các bạn. Ở đây mình xin nói lại nha. Mình xin nói lại nha các bạn. Đây là những thùng mì tấm lòng của những người Việt Nam từ Việt Nam qua sang đây để du lịch. Được tin bà con ở Biển Hồ là sống người Việt Nam sống ở Biển Hồ rất là coi như là khó khăn về đời sống. Đây là tấm lòng ít nhưng mà tình nghĩa thì nhiều. Riêng trong đây có 8 thùng thì riêng của dì Út là mua riêng là coi như 4 thùng. Và Út cũng có đóng góp bên kia là 200.000 kia nữa. Đó. Thì chúng ta là coi như là tấm lòng thương tâm ái của những người Việt Nam. Chào anh Nhẫn nha. Giờ về Biển Hồ anh Nhẫn ơi. Giờ Biển Hồ về thăm bà con vì người Việt Nam mình á. Rồi, ở đây là mua vé đây. Chỗ này chỗ mua vé. Rồi. Đây. Rồi. Hai hai cầm hai đang live stream tiếp được ta cắt đang live stream tiếp được. Thank you.
Dạ, về cái mình đi ăn chiều, chiều xong về khách sạn. Về khách sạn xong là cái đầu mình đi ăn tối. Dạ. Đây. Úng. Úng khỏi dán đi. Úng là chỉ đạo rồi. Để chờ vợ con ra con rồi rồi. Đúng rồi. Rồi bà bãi rồi. Ủa sao bên đây có đôi giày của em đây nữa? Ủa vậy đôi giày của em đó giống đôi giày của em. Nhờ trời em ra đây đặng ấy quay được. Rồi. Mình đi xuống nha bạn. Có nặng giờ giờ tôi đi không nổi nè, đỡ tôi đi. Còn vé đâu, vé đâu? Quay cái có độ em phải quay chứ. Mình hãng nó ôm ba thùng à. Đây là báo cáo với các bạn là đây là biển hồ nha. Đây là bến cảng để chúng ta đi ra tàu, đi ra biển hồ. Đây hãy hướng dẫn viên coi như là phải trên ba thùng đó. Ôi sâu dữ ta. Đường này đi là Út phải dĩnh vậy nha Út. Các bạn ơi, đường này nó hạt chuối xuống nha các bạn. Cái gì, cái mùa này nước cạn á, cái phao này nó chuối xuống. Đó. Ôi trời. Quay lại mấy cô bác đó. Từ nha. Đây xuống tàu đi các bạn. Từ từ quên. Rồi đây đây xuống tàu nha các bạn. Xuống tàu. Rồi. Từ còn nữa. Chấm tiết bọn, chấm tiết à. Bi nè tí. Rồi. À, mình lát nữa mình lên cho đây mình ngồi, cho nó cao, cho nó sang. Đây, xuống. Thôi, ngồi chia đều hai bên luôn, ngồi chia đều hai bên luôn. Ngồi vậy đó nghe làm sao? Đều quá. Không, lát nữa lên mui ngồi, trên mui nó có ghế nữa. Chia đều hai bên. Ngồi anh á, đoạn này mà sẽ có ngồi anh. Quay biển. Rồi bây giờ mình đã tới bến tàu này các bạn. Đây là Út nè. Đây là người lớn tuổi nhất và mạnh thường quân mạnh nhất ở trong đoàn nha. Út bây giờ hiện nay bây giờ Út chỉ cần đo một gang đá coi là chở một xe tiền. Nói chung là đá giờ Út rất nhiều. Nhắn quá. Chạy luôn đi. Anh làm những đồ chơi quá à. Rồi mình sẽ để view khu biển hồ cho các bạn xem nha. Mình cảm thấy nó mờ mờ thôi. Cái này ở trên bờ có vậy, có bình kèo á.
cáo nhân viên nha. Nhân viên phục vụ Vũng Tàu đây. Mình đi chiếc này nó bự ngon nè, tưởng nãy đi chiếc nhỏ đó chứ. Ê, còn 2 thùng nữa hả? 6 thùng rồi mà. Đây có 6 thùng mà, còn 2 thùng xe. Còn 2 thùng xe. Đây mới 6 thùng à. Ờ, điện cho ổng coi. Tâm vô xuống kêu nó chờ đem xuống nha. 8 thùng nữa mà sao ạ? Nãy xuống 8 thùng đủ mà. Đây mới 6 thùng à. Đâu để đâu nữa? Bây nay sao có 6 thùng à? Phải mang chờ chờ Tâm. Ở chờ. Bị thùng tít. Bị tít. Nó lại còn hai thùng nữa điện cho Hải đi. Thôi giờ mình xin cúp máy nha, mình để mình điện cho hướng dẫn viên nha, còn sót 2 thùng xe.